The Fox and His Tail. Con cáo và cái đuôi. One day a fox caught his tail in a trap. Một ngày nọ, một con cáo bị kẹt cái đuôi của mình vào bẫy. He struggled and struggled to free himself and was left with just a stump in place of a tail. Nó đã đấu tranh và vật lộn để giải thoát bản thân và rời đi với cái đuôi cụt thay vì cả cái đuôi. At first he was ashamed to show himself among his fellow foxes. Lúc đầu, nó xấu hổ khi thể hiện mình giữa các con cáo đồng loại. But at last he was determined to put on a brave face. Nhưng cuối cùng nó đã quyết tâm khoác lên mình một bộ mặt dũng cảm. He called all the foxes to a meeting. He had a suggestion to make. Nó gọi tất cả những con cáo đến họp mặt. Nó có một đề nghị để thực hiện. When they had assembled, the fox proposed that they should all cut off their tails. Khi cả bầy đã tập hợp, cáo đề nghị rằng cả bầy nên tất cả cắt bỏ đuôi của mình. He pointed out how inconvenient a tail was when they were being pursued by dogs. Nó chỉ ra cái đuôi bất tiện như thế nào khi chúng bị chó truy đuổi. How in the way they were when all you wanted was to sit down and have a friendly conversation with someone. Chúng vướng víu làm sao khi tất cả các bạn muốn ngồi xuống và trò chuyện thân mật với ai đó. I can't see any good use for a tail. He said. They're useless. Tôi không thể thấy bất kỳ công dụng tốt cho cái đuôi. Nó nói. Chúng vô dụng. That's all very well, said one of the older foxes. Tất cả đều rất tốt, một trong những con cáo già nói. But I don't think you would have suggested we cut off the most beautiful part of our bodies if you hadn't gone and lost yours first. Nhưng tôi không nghĩ rằng cậu sẽ đề nghị chúng tôi cắt bỏ phần đẹp nhất của cơ thể mình nếu cậu đã không đi và mất cái đuôi của cậu trước đó.